đẹp quá, xuất hiện khỏi cần make up. Hai ông chồng của tôi không biết ở trong làm cái gì, make up cái gì mà lâu quá trời vậy đó. Mỗi năm lên chầu Ngọc Hoàng một lần, có một chuyến bay thôi, đi trễ một cái là ông cho thiên lôi xuống đồi liền. Vậy mà làm cái gì lâu dữ vậy? Hai ông chồng của tôi ơi, lẹ lên đi. Tôi là tôi sẵn sàng rồi đó. Hồ thấy hả? Cái gì? Bà suốt ngày bà sùm hoài vậy? Cả năm trời mình chui trong bếp, bây giờ có cơ hội ra ngoài đường, bà phải cho tôi cái cơ hội để tôi sửa soạn, rồi người ta mới có cái cơ hội để người ta ngắm tôi. À, chứ bà để tôi bận đồ hình soạn vậy, ra đường người ta quánh giá trị bà, người ta nói bà vợ mà không có biết lo cho chồng. Biết không? Yes. Hả? Đúng rồi, bà phải cho ông có cái cơ hội để ông che lấp cái đen của ông chứ. Bà cãi tôi không? Bà cãi tôi không? Thôi đi, nhanh lên, Ngọc Hoàng đang đợi kìa. Hô. Đi đi cho nó lẹ. Chào đón quý khách trên chuyến bay không người lái từ hạ giới lên thiên đình. Vì bay trên cao độ 1.000.000 feet nên lúc nào quý khách cũng phải cột khóa an toàn. Muốn cột khóa an toàn, quý khách chỉ việc đút tay vào chiếc còng số 8 rồi nhẹ nhàng bấm lại. Muốn mở khóa an toàn, xin quý khách đưa chìa khóa nhờ người bên cạnh mở giùm và nhớ đừng đánh mất chìa khóa dọc đường. Vì máy bay cá chép không có nhà vệ sinh, xin quý khách đừng ăn uống trước khi lên máy bay. Trong trường hợp quý khách bị đau bụng khẩn cấp, xin quý khách ráng nhịn chờ máy bay đáp. Để giữ cho bầu trời bao la khỏi bị ô nhiễm, tuyệt đối cấm hành khách không được hút thuốc. Nếu gặp trời giông bão, xin quý khách hãy thành tâm cầu nguyện để sớm được phiêu diêu nơi miền cực lạc. Trong trường hợp máy bay cá chép rớt xuống biển, xin quý khách nhớ mặc áo phao, thổi cho áo phao phồng lên. Quý khách mặc áo phao để nổi trên mặt biển được lúc nào hay lúc ấy, chứ sớm muộn gì cá mập cũng sẽ tới ăn quý khách, bởi cá chép không chống nổi cá mập. Xin chúc quý khách một chuyến bay đầy hứng thú. Này thích thật đấy, người trần mắt thịt đấy, cứ phải đi bộ suốt cả ngày mỏi hết cả chân, còn mình ở trên này cứ bay lượn như gió vui lắm đấy. Ôi Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng đâu rồi? Ôi Ngọc Hoàng lại ngủ nữa rồi, dậy đi Ngọc Hoàng ơi. Chuyện gì? Vạn tuế ạ. Miễn lễ các khanh bình thân. Dạ.
Từ từ để ta ngồi để té. Công nhận ngồi cái ngai vàng này vất vả thật đấy Ngọc Hoàng ạ. Vất vả mà nó đã. Cái gì vậy? Ta đang ngủ mà kêu giật ngược à. Ngọc Hoàng dậy đi, Ngọc Hoàng dậy đi. Dạ. Kêu dữ vậy? Thưa bẩm Ngọc Hoàng, không biết là cớ sự gì mà Ngọc Hoàng cứ ngủ ly bì suốt ngày, ngủ từ sáng tới chiều tới đêm. Ma quỷ nào nó hành Ngọc Hoàng ạ? Ta là trời mà ma quỷ nào hành được ta? Biết cái gì hành ta không? Gì hành Ngọc Hoàng ạ? Ta coi phim bộ. Hóa ra là phim bộ hành Ngọc Hoàng. Hết tập này tới tập kia đấy, bỏ nó uổng. Thì bởi vậy Ngọc Hoàng có biết hôm nay là ngày gì không? Như vậy. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp. Ngày các ông bà táo về đây để chầu Ngọc Hoàng. Thế mà Ngọc Hoàng không có chịu đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, xay thêm y để mà đón tiếp các táo à? Ta là trời mà cần gì đánh răng súc miệng, răng không có bị hư. Ấy da, tức quá đi mà. Thưa Ngọc Hoàng, đã lâu rồi thần không có thấy Ngọc Hoàng tắm. Hôm nay thiên đình có khách, Ngọc Hoàng cần phải tắm. Phải tắm, phải tắm. Là dữ vậy? Ta là Ngọc Hoàng, làm như ta em ông vậy à? La ôm sòm à, dặn hoài, nói hoài cũng vậy. Nói chuyện với Ngọc Hoàng thì nhỏ nhẹ thôi, với người lạ mới cần cái hù đó, hiểu không? Dạ. Tắm hả? Tự nhiên nhắc ba cái vụ tắm rửa thích quá à. Ngọc Hoàng để cho thiếp tắm cho Ngọc Hoàng được không ạ? Nghe bà nói không mà ta muốn nhột rồi. Tới rồi, lẹ lên. Dạ. Rồi, chuẩn bị nha, thay đồ để vô chầu Ngọc Hoàng nè. Hô biên. Cái gì mà thiên đình mà ồn ào như cái chợ trồng hổm thế? Thiên ơi, ra xem vụ sự vì vào báo cáo ngay. Ra xem đi thiên lôi. Dạ, dễ thần. Nói. Cái lúc cần hung hăng thì không chịu hung hăng. Thấy không? Người lạ là phải hung hăng đó mới sợ, hiểu chưa? Dạ! Đế thần! Apple Family. Hello Ngọc Hoàng. How do you do? Ai do sao tôi do vậy? Ai làm bậy tôi làm theo. You lie. You lie. And you. I am fine, thank you. Các người ở đâu vào đây rồi nó ồn ào gì nè? Ở đâu vậy? Dạ, thưa Ngọc Hoàng, đây là gia đình Táo Quân đây mà Ngọc Hoàng. Dạ. Táo Quân mà dòm giống bán kẹo keo quá vậy. Hả? Dạ. Táo Quân gì ăn mặc kỳ cục vậy nè? Này, nhân gian người ta có câu: đội mũ đi hia chẳng mặc quần. Táo là phải không mặc quần. Táo này mặc quần này đâu phải là táo. Dạ. Muôn tôn Ngọc Hoàng quả thực là gia đình táo đây mà. Dạ. Hàng năm dẫn lên chầu Ngọc Hoàng đó. Dạ. Năm nay Ngọc Hoàng nói có VIP party cho nó tụi con mới chuyện như vậy nè. Chuyện cái gì? Dạ dạ vô đây khủng bố hả? Thiên lôi. Dạ. Quang Ngọc Hoàng ơi, năm xưa du với mi là huynh là đệ. Hả? Ai huynh đệ? Trời ơi, huynh đệ là tôi với ông đây nè. Tôi quên. Trời ơi. Hạt cơm ta mới ăn, bát nước ta mới uống, chén cơm ta mới cùng nhau. Đến. Ơi, hai cái ông chồng của tôi, Ngọc Hoàng bộ bạn của ông sao lên hát lưu bình dư lễ? Bậy bạ ông kém hết bây giờ. Bà cút đi. Ngọc Hoàng sao nỡ lạnh lùng cắt đứt dây chuông mà lòn dây điện. Ngọc Hoàng sạm. Xàm xạo xấu làm sao là tao được chứ. Dạ. Với lại tao là phải là mặt mày lem luốc chứ sao sạch sẽ vậy hả? Dạ. Kính bẩm Ngọc Hoàng, ngày xưa ở dưới trần gian, người trần gian á xài bếp than, bếp củi, bếp dầu. Dạ. Cho nên chúng hạ thần mới đen tui đen tùi xấu. Dạ. Quần dài đâu dám mặc, sợ đốt lửa cháy xém cái quần, cho nên chơi tà lọn. Dạ. Nhưng mà giờ ở dưới trần gian người ta xài bếp ga nè, bếp điện nè, cho nên gia đình tầng người nào người đấy trắng trẻo đẹp trai. Dạ. À, vậy hả? Dạ, trắng trẻo đẹp trai. Dạ. Sao cái ông áo hồng này cái mặt còn đen thùi à? Dạ, tại ông này là ông chuyên trị lò nướng barbecue. Dạo này nướng thịt dữ lắm Ngọc Hoàng ơi, cho nên ông hơi đen.
Dạ kỳ này về dưới thần cho ông đi tắm trắng. Đẹp như ngọc nữ không tì vết. Lúc đó ông sẽ là hot boy nổi loạn. Hot boy cái gì? Bà đó, bà thấy không? Có hai ông chồng mà, bà cũng bên trọng bên khinh nữa. Thấy không? Trẻ đẹp cái bà cho áo quần bận đẹp dạ. À, già cả lớn tuổi bà quất cho bầu bà. Rồi sao chút tôi nhảy cha cha cha. Thôi ông già rồi, mặc vậy đi, giữ quốc sắc dân tộc. Chị à, tao dạ. Đây à. Dạ. Dạ. Yeah. Tức quá đi mà. Ngọc Hoàng, không thể tin. Bây giờ thật giả khó lường. Nếu đúng là gia đình nhà tao thì các ngươi hãy đọc lại lời chúc hàng năm các ngươi dâng lên cho Ngọc Hoàng cho ta xem. Còn dạ. Nếu không thì đừng trách. Dạ. Trời ơi, dạ chúc. Dạ. Dạ. Gia đình nhà táo, hai ông một bà, kính chúc Ngọc Hoàng forever 21. Này náo, này náo, này náo. Trời ơi, chúc coi chị ơi, đâu có ai mà náo loạn gì đây. Dạ, đâu dạ. Phải là náo loạn đâu. Bà muốn nói là lao, nói lao mà thành ra náo đó. Dạ, đúng rồi. Cho bà đi học tiếng Việt lại đi Ngọc Hoàng ơi. Lại láo. Đấy, ta dịch dạ. Lại là vậy đấy. Dạ, dạ, dạ. Ngọc Hoàng người ta sống cả triệu triệu năm mà chúc Ngọc Hoàng sống có 21 tuổi rồi cầu cho Ngọc Hoàng chết sớm à. Dạ. Không sao, ta trường sanh bất tử mà lo gì. Dạ, dạ, sorry you. Dạ, tại vì chúng thần quen cái kiểu chúc ở dưới Trần gian. Dạ, ở dưới đó thích 21. Dạ, dạ qua 22 là quắc, coi như bỏ. Dạ. Mình chúc sai, mình chúc lại, phải không? Dạ, Ngọc Hoàng vui cái ca. Dạ, kính chúc Ngọc Hoàng. Gia đình an khang. Giảng sự bình an. Luôn luôn có vàng. Nhớ đừng có hở hang. Dạ, coi chừng ghen bèn. Dạ, dạ, nhưng mà phải men. Mấy chị mới khen. You lie, you lie. Yeah, dạ. I lie. Ông này ông lai mà hết hồn. Dạ kính bẩm Ngọc Hoàng, ở dưới hạ giới bây giờ người ta chơi Facebook dữ lắm. Dạ. Cho nên mỗi lần chụp hình cái cầu người ta vô để bấm like. Dạ. Cho nên dạ. Dạ chúng thần hay hỏi câu là like. Dạ. Vậy thì được rồi, các dạ. Tao bình thân đi. Dạ. 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 Be like. Tiên nữ, lấy nước mời các tao uống. Dạ vâng ạ. Dạ. Cái gì vậy? Tiên nữ đây hả? Chính nó đây. Trời đất ơi, tiên nữ. Trời, tiên có phải điên đâu mà làm gì mà sửng sốt thế. Ta đi lấy nước đây. Ngọc Hoàng, cái bà đó là tiên thiệt hả Ngọc Hoàng? Bà đó mới nghe hoàng như xét đánh ngang à. Thôi phô quá đi. Dạ. Không biết bè mà bày đặt bè chi cho phô dữ vậy. Dạ we sorry you Ngọc Hoàng. Dạ với đó tụi con hát đúng tông lắm. Bà lên đây nhìn cái nhan sắc của bà tiên nữ, tới nãy bấn lọt hát lạc giọng luôn vậy đó. Trời ơi, ta nói đẹp như tiên giáng trần. Hôm nay nhìn thấy một vật thật của tiên. Trời ơi, tôi hú hồn luôn vậy đó. Tiên gì đâu mà nhìn giống bạch phát ma nữ dễ sợ. Bởi vậy mơ nói ở trần gian mình có câu á là có tiền mua tiên cũng được phải không? Trời rồi. Ơi cái bà tơ bà thối cho tôi chứ tôi cũng không chịu nữa ông ơi. Trời ơi, thấy chưa mấy ông, thấy chưa, đàn ông ai cũng vậy, ở với vợ mấy cái chục năm hà là chê tôi rồi, bây giờ lên tới đây thấy bà tiên xong rồi á mà hai ông muốn đi tự tử rồi phải không? Không có, bây giờ anh nhìn thấy vợ anh công nhận giống như tiên thiệt vậy đó. Giờ em mới cảm thấy em là hot girl của cung đình á. Ai về đâu tiên mà xấu dữ vậy trời. Quá. Đúng rồi, tiên nữ ở đây là phải đẹp lắm chứ. Dạ. Ta tuyển lựa rất là kỹ càng đó, dạ. Biết không? Chân dài, tóc mây đẹp lắm. Dạ. Nhưng năm tháng dần trôi nó thung lại hết rồi. Riết rồi cái giờ còn con khúc vậy à. Ngọc Hoàng ơi, không lẽ trên thiên đình mình không có còn cái không còn của tiên nào trẻ đẹp nữa sao Ngọc Hoàng? Con ai vậy? Con mới đâu? Mình ta là đẹp nhất thôi. Trời ơi, Thiêm ơi, Thiêm tự tin quá Thiêm ơi. Ông bậy dễ sợ, ta vậy mà kêu Thiêm cái gì? Ngoại. Ơi, ăn nói kỳ cục. Dạ, thay mặt hai ông chồng con, dạ xin lỗi bà cố. Thôi, bây giờ có cố ngoại gì cũng là chính xác rồi. Tại tiên mà sống trên trời lâu năm thì nó cũng não hóa thôi, hiểu chưa? Dạ. Nhưng mà tiên ơi,
bây giờ nó có nhiều cái loại dược thảo để mình uống, mình chống lão quá lắm, sao Tuyên không uống thử? Ôi dào ơi, cũng xem tivi, loại nào quảng cáo là tôi chơi hết à. Uống cả trăm thú rồi mà chả hiệu quả gì hết. Thêm mời thêm, thuốc là chế cho người đâu phải cho tiền đâu thêm. Thì đấy, bởi vậy bây giờ tính đi căng da mặt đây này mà bây giờ không còn dạ da để mà căng nữa cơ. Trời ơi, thôi Tiên ơi, Tiên mà căng giờ này nó là tiên nữ thành tiện nữ đó. Đài vô lãnh cung không ai cứu Tiên ra đâu. Ê, để tôi giúp người già lớn tuổi nha. Dạ. Ông cái bảo bối tôi đâu? Dạ xin phép Ngọc Hoàng. Dạ. Dạ Tiên. Ừ? I will help you. Đây. Tặng cho Tiên cái này. You like? À, cái gì đây? Dạ yến xào thượng hạng Việt Net. À. Cái này ở dưới Trần gian bây giờ là số 1. À. Yến tiệc là phải có yến Việt Net nó mới có cái đẳng cấp. Ăn cái yến này vô rồi tao nói ma nữ hay tiện nữ gì cũng biến thành thánh nữ. nhìn bà vợ tôi đi đó, mấy chục ngàn tuổi rồi mà tao nói ăn yến xào thượng hạng Việt Net sao mà tao nói bây giờ cái da mặt tao nói nó mịn như da em bé vậy đó. Công nhận á, cả gia đình ông ăn yến rồi á, tôi thấy ông là người đẹp trai nhất đấy. Đẹp quá là đẹp luôn à, để tao về tao ăn nhá. Bà sao dễ sợ luôn. Tôi mà đẹp cái gì, tôi coi cũng được thôi. Ở đây cái người đẹp trai nhất là ai đó? Thầy Gớm. Người đẹp trai nhất là Ngọc Hoàng đó. Trời ơi, tao nói mấy triệu tuổi rồi mà nhìn handsome dễ sợ. Đây này mới đúng là hot boy đi nè. You lie. Thôi đừng có nịnh năm ơi, tao ghét nịnh lắm. Lãnh đạo có trách nhiệm mau già lắm. Thấy Tổng thống Obama không? Dạ sao? Nhiệm kỳ có 4 năm mà già sộm tóc bạc hết trơn à. Muốn chi ta là Ngọc Hoàng không có nhiệm kỳ. Dạ. Tức quá đi mà. Nửa tức. Ông là... Được. Lãnh đạo mà mặt mày cứ trắng trẻo hồng hào tất nhiên là có vấn đề. À. Thì sớm muộn gì ta cũng sẽ giác búa xuống. Hỏi thăm thôi. Ê bà coi cái gì cứu ông giúp ông nha bà. Chê cho cực vậy hả? Gào và lát hồi xúc cái cuốn họng ra đây bây giờ. Hỏi thăm thôi. Đó vậy đi cho nó yên đi trời ơi. Ồn ghế sợ luôn thiệt á. Đó nhoi vậy được rồi. Dạ. Công nhận Ngọc Hoàng hay hả Ngọc Hoàng? Ở trên đây Ngọc Hoàng chịu đựng là hai cái thứ này thôi. Ngọc Hoàng cũng đủ già rồi. Ở gần vậy thôi mà con muốn già theo rồi. Chịu không nổi cũng phải ráng chịu chứ làm sao. Dạ. Với lại Thiên Lôi là phải la vậy đó. Dạ. Không la ào ào vậy mới đúng vai Thiên Lôi. Dạ. La riết mà tóc tai rụng hết vậy đó. Dạ. Đó. Dạ. Còn dạ. ta cố gắng chịu đựng. Dạ. Nhưng có khi bất ngờ ông la ta hết hồn muốn rớt khỏi ngai vàng luôn đó. Rồi. Trời ơi, nãy giờ không có để ý. Hai ông xã thấy không? Hồi nãy bước vô đây nè, thấy Ngọc Hoàng không có ngồi ngai vàng mà cái ghế gì thấy đã quá vậy Ngọc Hoàng. Ờ, cái gì lạ đã, lạ quá vậy Ngọc Hoàng? Này, cái ghế này của Ngọc Hoàng là do người ta tặng đấy. Ừ. Biết ở đâu tặng không? Ở đâu? Công ty T4 Spa ở Hilton Texas họ gửi cái ghế này, họ tặng. Ôi Ngọc trời. Hoàng đấy. Mà phải gửi bằng phi thuyền mới đưa cái ghế này lên được. Dạ bẩm thưa Ngọc Hoàng, người ta có báo cáo là nếu mà Ngọc Hoàng ngồi mà thấy êm mông rồi ấy, thì họ sẽ lên đây nè. Ngọc Hoàng muốn là mở một cái tiệm nail thì họ sẽ lên đây họ set up miễn phí cho Ngọc Hoàng. Dạ. Dạ nãy từng bước vô cũng tưởng tiệm nail hả? Dạ định sống vô làm bộ móng. Ở trên này còn ai còn móng nữa đâu mà là hàm khô móng hết rồi. Có các tao là vui rồi thấy dạ. Không? Các tao nè. Dạ. Việc làm ăn với Trần Thế sao nói ta nghe coi nè. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần xin thưa để Ngọc Hoàng mừng cho gia đình. Rồi, nói đi. Mấy năm nay mở công ty cũng phát đạt lắm. Dạ. Công ty gì mà phát đạt vậy Khanh? Nói đi. Dạ. Dạ, gia đình thần. Dạ, lấy cái tên của mình, dạ đặt luôn cho tên công ty. Dạ. Gia đình táo nên đặt công ty là Apple. Dạ, dạ mới trúng cái iPhone 5S đó Ngọc Hoàng. Phải S. Vậy à? Dạ, tao nói cái công ty Apple của Tần ra một cái, các cái công ty me, mận, xoài, cốc, chôm chôm vậy nó chết sạch. Dạ, vậy lấy à? Cái 5S tặng Ngọc Hoàng đi. Dạ, đây là dạ. Cái 5S đây này là Ngọc Hoàng, dạ, còn trái táo nữa. You like. Dạ. Đây xem đi Tiên. Không coi đi Tiên đó. Có cái hình cái táo nữa đó. Đẹp không? Ồ hay quá, đẹp quá. Cái gì nhoi vậy ông? Muốn nói phải không?
cho ổng nói nghe. Để hồi ổng nó rớt cơn máu à. Hồ nói tức quá đi mà. Cái gì mà tức hết cả nói bình thường cho ổng nghe để mà tức. Tại sao không lấy cái hình trái táo còn nguyên mà lại lấy cái trái hình trái táo đã bị cắn đi hết một miếng vậy? Trời. Dạ thưa, chuyện là như vậy, cái cây táo nhà thần nó chua lắm, cắn một miếng là nuốt không có nổi. Cho nên vợ thằng mới lấy đó làm logo thôi. Dạ, cắn một miếng là có gia đình thần. Dạ, dạ thưa Ngọc Hoàng, dạ gia đình chúng thần khoe khoang làm ăn phát đạt. Là mong cho Ngọc Hoàng dạ lấy công và dạ, tưởng thưởng và dạ, ban xét một điều kiện cho gia đình thần á. Dạ. Điều gì nói đi. Dạ, dạ năm nào gia đình thần á cũng cưỡi cái con cá chép lên đây. Cực khổ quá, nó thần thì già cả, thần thích cưỡi. Dạ, thần cưỡi giỏi lắm nha. Dạ. Cái nên cưỡi nhiều có kinh nghiệm, cưỡi không có sao. Dạ, còn cái ông táo trẻ này nè, trẻ người non dạ không có kinh nghiệm. Coi chả vậy chả không có biết cởi. Trời, chả leo lên con cá chép chả cởi làm sao mà tao nói vậy. Cái dãy con cá chép nó chọc đúng, đúng vô mông mỏng. Bây giờ tao nói chày sơ sát hết trơn cái mông vậy đó. Ê ê, ông cởi ra cho Ngọc Hoàng coi. Ê ê ê, trời ơi, giữa chốn cung đình mấy ông làm ô uế thiên nhãn ổng chém cho bây giờ. Cởi cái gì mà cởi. Thôi thôi thôi, Ngọc Hoàng không xem thì cứ cởi cho ta xem. Lâu lắm ta không được xem ai cởi hết. Nhanh đi. Bà muốn xem không? Ừ. Đây. Ê, trời ơi, muốn xỉu vậy đó hà. Ông này dở ra không sao, ông mà dở ra nguyên một rạp người ta ói ai hố. Trời ơi, cái mặt ông đen cỡ gì, cái thân thể ông đen cỡ nào. Trời ơi, bà giấu giùm tôi đi ông. Ý của các canh thế nào? Dạ. Dạ, ý của chúng thần á là không ấy, bây giờ mỗi năm chúng thần khỏi lên chầu Ngọc Hoàng luôn được không? Dạ. Khỏi chầu à? Dạ, dạ. Yeah. Cái gì vậy? Tức quá đi mà. Tức nữa. Tức nữa. Tức cái gì? Nếu hàng năm các ngươi không lên đây thì ai sẽ là người dân sớ táo quân lên cho Ngọc Hoàng? À, tưởng cái gì? Cái sớ táo quân thôi mà, dạ chúng thần nhét nó vô hết cái iPhone rồi. Dạ, đó. Dạ, dạ kính bẩm Ngọc Hoàng, dạ thần đã mua wifi cho Ngọc Hoàng. Yeah. Wifi đó Ngọc Hoàng. Yeah. Cái hàng ngày cái gia đình nhà táo chụp hình cái nơi rắc gửi vai bờ lên cho Ngọc Hoàng. Đó, dạ. Sẵn câu like cho Facebook luôn. Email. Dạ, rồi cái email hết mấy thông tin ở dưới trần gian lên cho Ngọc Hoàng. Dạ, dạ cuối năm khỏi lên chi cho nó cực. Dạ, 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 cái sớ tao quân có sẵn cái cổng luôn rồi đó. Dạ, dạ. Đó, mở ra, mở ra. Tao mở ra xem nào. Tao nghe coi. Trời ơi, trời, 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 trời ơi, cái này người ta gạt qua thôi hoặc là bằng dấu vân tay. Không tin, không tạo mà bà lè lưỡi bà liếm cái cũng được. À đây 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 đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Ôi giời ơi, hay quá, ngày xưa sớ táo quân nó dài thòng lòn mà bây giờ nó gọn lại trong cái này. Dạ. Thôi để thần đọc nhá. Dạ. Dạ. Đọc đi tiên nữ. À, nhiệm vụ của mình làm việc đi nhá. Nè. Dạ thưa Ngọc Hoàng, bọn thần là táo kính cẩn khai báo mọi việc trần gian. Từ chuyện kinh hoàng đến chuyện nhỏ nhặt, từ chuyện lật vặt đến chuyện điện tai, chuyện ngắn chuyện dài, thần đều khai hết, khai sạch sành xanh buồn. Ở trên thiên đình mà tôi tưởng tôi đang ở chùa chứ. Vậy đây đó Ngọc Hoàng, thấy sao, tiện lợi không, good không, you like, you like. Ta không thích nhẹ. Yeah, thích nhẹ, thích nhẹ, like nhẹ, like nhẹ. Ta thích đôi chơ, like yeah, đôi chơ. Yeah. Nhưng mà hàng năm mà các khanh không lên đây ta buồn lắm. Với lại ta thấy gia đình của táo hạnh phúc như vậy ta rất là thương. Yeah. Cảm ơn Ngọc Hoàng. Dạ, thưa Ngọc Hoàng. Dạ, thần thấy gia đình nhà táo hạnh phúc quá thì cũng không thầm là ganh tị ạ. Thế thì Ngọc Hoàng bây giờ có cách này. Ngọc Hoàng đạp thiếp xuống cái trần gian đi, để thiếp xuống đấy thì thiếp lấy vài ông chồng, chứ sống ở trên này cô quạnh cô đơn mà chết già đấy à. Muộn quá rồi thiếp ơi, nhan sắc của thiếp ở dưới một ông không có, không chỉ ba ông. Trời ơi, nói nhiều quá, nước đâu, sao không có đem nước để mời tao? Tới nãy giờ là ta chưa đưa nước hả? Ờ xin lỗi nha, già cả rồi nó lũ lẫn, chưa uống mà cứ tưởng uống rồi, đợi ta tí tẹo nha. Dạ. Thông cảm cho bà nha. Dạ. Ở viên trời bà té năm sáu viên rồi đó. Dạ. Sao Ngọc Hoàng không để bà dưới vớt bà lên chi, hãm hại cung đình. Dạ, dạ kính bẩm Ngọc Hoàng. Dạ cho thần hỏi anh Lôi chút xíu. Dạ. Anh Lôi,
Mỗi năm tôi lên đây tôi thấy anh nhoi, anh múa, anh hát dữ lắm mà. Sao kỳ này lên buồn dữ vậy anh Loi? Ông đang muốn xin từ chức đó. Hả? Sao vậy? Cái gì vậy? Sao nghỉ việc hả? Trời Thiên Loi, mà còn xin từ chức. Xin đâu có làm gì đâu, dễ sai đâu đánh mà. Đó, dễ quá mà. Ông Loi, nghe nè, ông muốn từ chức hả? Tôi chỉ cho ông cái việc mới này làm dễ lắm, kiếm tiền nhiều lắm. Ừ. Việc gì? Kêu ổng mượn bộ đồ của ông Táo trẻ này nè. Bận lên, tao nói còn không có giống Thiên Lôi nữa đâu. Dạ lúc đó giống Thiên Tôn. Làm ca sĩ. Kiếm tiền lẹ lắm. Good idea. Rồi, lát nó ổng chém mà ông Thiên Lôi, ông Thiên Tôn chém. Cái gì vậy? Tức quá đi. Lại tức nữa. Cái gì thì cũng có lý do của nó. Ừ. Tháng rồi có một cô gái Hàn Quốc xấu số. Ừ. Ta được lệnh sai xuống để đòi mạng cô gái đó. Ừ. Nhưng ta đã đánh lầm ba cô gái Hàn Quốc khác. Hả? Rồi sau đó ta mới đánh trúng cô gái Hàn Quốc tới số đó. Hả? Sao mà có sự lầm lẫn tai hại vậy ông? Bị con gái Hàn Quốc nó sửa sắc đẹp giống nhau quá, ta nhận không có ra. Bởi vậy ta cũng tính sửa nè, mà sợ thằng cha này nó đáng chết nhầm nên nó mới dám để yên nguyên luôn. Xấu tự nhiên cho an toàn. Tiền ơi Tiền, Tiền an tâm đi. Cái nhan sắc của Tiên á, tao nói là độc nhất vô nhị. Đánh không có lầm đâu, đánh là trúng thôi. Không trúng, nó cũng gán quánh trúng hay à. Thôi mời cả gia đình ta háo uống nước cho nó vui. À, Ngọc Hoàng ơi Ngọc Hoàng, trời ơi, kinh tế ở dưới Trần Giang có xuống mà Ngọc Hoàng bộ kinh tế cũng xuống luôn hay sao? Cho uống cái ly, trời ơi, tưởng được lên uống chén ngọc, uống ly nhựa, ly mũ không à? Đâu có. Chán à? Trên thiên đình là chén ngọc, chén ngà đó chứ. Yeah. Nhưng ta ra cái luật là hễ nàng tiên nào làm bể chén ngọc thì ta sẽ đài xuống Trần Giang. Lúc đó có một vài nàng tiên vô tình làm bể chén ngọc, ta đài xuống dưới. Ở dưới vui như thế nào không biết, họ thông báo với nhau. Ở trên này biết bao nhiêu nàng tiên cố tình đập bể chén ngọc để được đài xuống dưới cho vui đó. Bởi vậy đến lượt ta tính như Trần Gian ta ở luôn thì bất ngờ Ngọc Hoàng thu hồi lại cái luật, thu hồi chén ngọc. Thế là cuộc đời bây giờ xài chén tu gô đập mãi không vỡ rồi này. Khổ thân, bây giờ cứ ở chết già trên này đâu có được xuống như đấy đâu. Nói thiệt nha, tôi nói thiệt, ở đây bồng lai tiên cảnh coi vậy mà tôi thấy boring quá. Không có vui. Ở dưới Trần Gian coi vậy mà nó phân này. Thấy vui nhiều hơn. Nhưng mà tôi suy đi nghĩ lại tôi thấy đấy, dưới đây vui thật nhưng mà không có hay bằng ở trên này. Sao không hay? Sao hay? Ở trên này tụi tôi vậy chứ mà sống lâu cả triệu triệu tuổi đâu có chịu chết đâu. Còn ở dưới ăn chơi xa đọa nhiều, mới 60 tuổi lăn đùng chết nhắc hết. Ê bậy nha, không hề nha. Vậy là Tiên không biết rồi. 60 chưa phải là già. Dạ. 60 là tuổi mới qua vậy thì. Yeah. 65 hết tuổi thiếu nhi. 70 là tuổi mới đi vào đời. 75 là tuổi ăn chơi. 80 là tuổi yêu người yêu hoa. 90 mới bắt đầu già. Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu thương. 100 có lệnh thiên dương, cứ ở dưới đó yêu thương cho thỏa lòng. Bao giờ đạn hết lên nòng, từ từ nằm xuống mới xong một đời. Vui lai. Đó, 100 tuổi là tôi thấy vui rồi. Ở đây chịu chịu chi già như bà, như quỷ già thấy ghê. Thôi được rồi, các tao nè, ta sẽ đọc lại báo cáo của các tao ở trong cái iPhone gì đó. Ha. Rồi bây giờ các tao cũng phải về dưới Trần Gian để lo nhiệm vụ. Dạ. Ngọc Hoàng, tiễn Ngọc Hoàng đi. Hả? Cho về Trần Gian hả? Vậy. Tôi buồn lắm. Gì lâu ngày không có được gặp đàn ông mà về hết lại chán lắm. Gì nữa bà? Ở lại đây chơi đi. Sao bây giờ bà muốn gì mà bà hốt hoảng vậy? Bà Táo, tôi có ý kiến này nhá. Tôi thấy bà nhiều chồng quá. Thôi thì bây giờ bà về, bà đưa một ông chồng về đi. Rồi bà cho tôi mượn một ông ở trên này tôi xài tạm. Năm sau có gì tôi trả lại cho bà được không? Được. Hai ông mà bà muốn chọn ông nào? Trắng hay đen? Tôi thích cha áo đen này đẹp trai hơn này. Cha này mặc áo hồng nhìn kỳ lạ quá. Bà đó nha, bà cứ ham hố bề ngoài không à. Thấy trắng tươi vậy á chứ không có ngon lành bằng bên đây đâu. Người ta nói củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Thím ơi, thím thà cho con đi. Thím nhìn mặt thím một năm làm sao con chịu nổi. Thôi được rồi Tiên nữ, đùa như vậy là vui thiên đình rồi, phải không?
lãnh đạo thì phải vui vẻ như vậy để gần gũi với các quan chứ. Các tao hãy trở về trần gian, ta sẽ gặp lại năm sau nha. Nhưng mà trước khi chia tay, Ngọc Hoàng cho thần trình tấu lời khẩn cầu giáng sinh của người thế gian. Nói đi. Mấy năm nay thiên tai nhiều quá, chỗ thì động đất, chỗ thì núi lửa, chỗ thì hạn hán, bây giờ thì lũ lụt đang dâng trào, người thế gian cực khổ quá. Ngọc Hoàng thương tình, cứu giúp người thế gian đi Ngọc Hoàng ơi. Thế giới bao la, ta làm sao chiều hết ý mọi người cho được. Hở một chút là các người kêu trời, thiếu nước là các người kêu, lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Dư nước một chút thì các người lại than trách, trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương dân tràn. Các người trách trời, nhưng các người không nghĩ. Các người mong trời thương, nhưng con người của các người có thương yêu gì nhau đâu. Thiên tai cũng có làm chết người, nhưng con người giết nhau mới thật là nhiều đó chứ. Thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, rồi tranh giành quyền lợi, nước này đánh nước kia. Lâu lâu nghe có người ốm ốm lao vào đám đông giết người vô tội. Nói tóm lại, người hại người mới là nhiều, là con người mà các người không còn có tình người. Bây giờ lại cầu xin trời thương là sao chứ? Lời Ngọc Hoàng thật là chính xác. Gia đình nhà táo sẽ về truyền lại với nhân gian là con người phải biết thương lấy nhau. Người phải giúp người, đừng chờ trời cứu giúp. Người phải thương người. Yeah! You love me, I love you. You don't love me, I still love you. You lie. You lie. Me lie too. Đúng như vậy đó các khanh. Về đi nha. Xin tạm biệt Ngọc Hoàng. 2, 3 chúng con xin chúc Ngọc Hoàng mùa xuân an vui. Năm nay Ngọc Hoàng tươi trẻ và luôn yêu đời. Vì trần gian rất thương Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng ơi biết không, Ngọc Hoàng số dặn, oh yeah, you are the king. Đừng đợi. Lại đây, xin lại đây, xin trở lại đây. Live show của Ngọc Hoàng hả? Tự nhiên rồi đặt bài hát ca ngợi ta, buổi live show của ta sao? Rồi múa minh họa nữa. Muốn cầu chúc phải không? Nghe đây nè. Đầu năm mới chúng tôi sẽ cầu chúc tất cả mọi người cùng với gia đình sống một mùa xuân an lành và hạnh phúc. An lành và hạnh phúc. Đi năm ông nội, năm ông nơ không, ta đã giới thiệu tân thần điêu đại hiệp cái ông quốc đến Thượng Hải. Mà em có mau khùng nữa hả, có nhạc là em đi xém tôi qua tới Thượng Hải luôn. Ra tâm sự quý vị, đừng thấy bận bộ đồ đang tắm gì hú hồn nha. Ta nói mê phim công, cái để lên trên mạng mình cái nickname tiểu long nữ. Ta nói vừa mới để tiểu long nữ gần 100 anh nào cũng phóng vô nói mình dương quá trơn hết trời. Tại hồi đầu để tên thường không có chàng nào vô hết trơn á. Tôi đã để 100 anh em lựa cuối cùng em lựa được anh. Bị anh có cái tên ngoài đời nghe đã lắm, Dương hết cỡ. Nghe cái tên là thấy nóng máu rồi. Hốt về làm chồng 5 năm. Tao nói trời ơi, cung phụng ảnh đang sung sướng vậy, tự nhiên ngủ đêm tới sáng vậy em khóc quá trời. Hồi làm gì khóc dữ vậy? Nó nói tại anh nhớ má anh ở Việt Nam quá. Nghe đứt ruột quá. Chẳng lẽ giờ không cho về? Nói giờ anh muốn gì? Nói anh về anh thăm má anh một tuần được không? Cho ổng đi thăm một tuần mà ổng quất đến 6 tuần luôn trời. Bộ Việt Nam giờ có gì đã lắm hả mấy ông? Ổng đi mất xác không thấy bóng ổng luôn. Nãy giờ có ai thấy chồng em dưới làm ơn chỉ em hốt ổng về giùm. Cô Long, 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 Long. Cái hơi này là chồng em nè. Kìa, tao. Kìa đây, anh về rồi.
Gần đi mấy ba. Băng nhạc này nó ngộ ghê vậy á. Người ta rõ ràng là người ta nói là tân thần Điêu Đại Hiệp mà tiểu long nữ xuất hiện mấy chả cũng quýnh bến Thượng Hải. Dương quá xuất hiện mấy chả cũng chơi bến Thượng Hải. Mấy cha có tin tôi chửi một phát mấy cha văng về Thượng Hải thiệt không? Đi vô nghỉ đi năm cô nội. Kìa, Long, Long, Long. Tiểu Long nữ là tiểu Long nữ, tự nhiên nhào vô kêu Long, 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 không tưởng tôi khỉ nữa. Anh về rồi nè Long nữ. Trời đất ơi. Bởi tao nói đúng, Việt Nam đi dễ khó về, khi đi trai tráng, khi về bụng beo. Chồng em khi đi nó vác nguyên cái đồ lông đao mà bây giờ về vác cái tiểu lý phi đao. Lúc đi oai hùng lắm mà sao lúc về lết lết thì ghê. Trời ơi, lúc đi cầm cái kiếm dài vô kiếm kiếm nhật vậy nè. Sao giờ kiếm còn vậy? À, kiếm mà nó chơi tà đâu luôn à. Kiếm mà còn có cái cùi, thôi làm ăn làm uống gì. Cái này để ngoái lỗ tai tôi nghe là gì không có nội. Còn có cái cùi là mừng đi em. Còn cùi không vậy? Mang bạn đi chung với anh là gãy luôn cái cùi rồi à. Bây giờ thấy bia mà mấy ông chỉ đứng ngắm thôi chứ không còn sức để phóng. Làm như bệnh chung chung vậy đó em. Bệnh gì? Ai đi Việt Nam về cũng hát có mỗi một bài. Bài gì á? I who have nothing. Trời ơi, trời ơi. Thôi anh là lẹ tai lắm, nãy cho mấy ba mới chụp được hai cái mền quấn lên trên người. Chứ không lọ lò bước vô đây cả ngàn khán giả người ta ói hết. Em ơi. Cái gì? Anh mệt quá. Cho anh vô trong nằm nghỉ ngơi, em coi gà tìm thuốc bắc cho anh ăn dưỡng đau nha. Trời 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 trời. Quý vị có nghe được không? Rồi có ai mà chồng đi Việt Nam đứng im đó đi. Hả? Ông quốc cho 6 tuần, bây giờ đi về còn phải hầm thuốc bắc cho uống nữa. Rồi có chuyện đó không? Dẹp đi ông. Hả? Hỏi coi có bà vợ nào mà chịu chuyện đó không? Hả? Ông đi về thăm má ông mà má ông gọi điện qua tới đây hỏi tại sao không thấy cái bóng của ông đâu hết trơn. Anh có về Việt Nam à. Mà tao nói xuống phi trường Việt Nam nó nóng quá. Mấy thằng bạn nó mới rủ anh ra biển Vũng Tàu tắm cho nó mát. Mà anh nói chứ đâu có được. Tao phải về để tao thăm má tao. Tao phải về tao thăm má tao trước chứ. Đúng rồi. Cái nó nói má mày cũng còn ở đó. Có chết chóc gì đâu mày hấp tấp làm gì. Trời ơi trời. Anh thấy nó nói có lý quá chứ em. Chết á. Anh mới dọt ra biển Vũng Tàu liền. Gặp mấy đứa tụi nó. Rồi có tắm không? Anh nhớ em. Anh nằm phơi nắng thôi à. Em biết sao không? Nằm phơi nắng một hồi để ý mới biết thấy. Không biết Việt Nam con gái bây giờ nó ăn cái giống gì mà tao nói em nào, lấy cái giò dài thòn lòn qua chân cầu Sài Gòn. Trời ơi. Tất cả bãi biển trẻ măng, trắng tươi, đẹp như tiên vậy đó. Làm như già già xấu xấu bị tống ra cung đảo ở hết rồi sao. Trời ơi. Xúc phạm tôi không? Xúc phạm gì? Em biết không, đang nằm vậy đó tự nhiên nha, tao có một em giò dài tới nách vậy đó. Em bận bikini hai mảnh. Em chéo giò lạng đứng trước mặt anh. Anh nói gì vậy? Nghe em mới nói với anh chứ. Anh ơi, tắm biển với em không? Rồi anh có tắm không? Anh nhớ em. Anh nhìn thẳng vô mặt cổ nói không. Đúng rồi, nó quê bỏ đi liền. Không có. Giật phăng một cái. Cái gì vậy? Còn có một mảnh nữa. Hai mảnh mà giật còn có một mảnh. Rồi anh có nhắm mắt lại không? Chịu không có nổi, anh bế cổ đi tắm liền luôn á. Banh xác rồi. Banh xác rồi. Không có gì. Trời ơi, nó bưng đi tắm biển 6 tuần rồi còn về chồng tôi nó chặt. Chưa có tắm. Ủa chưa tắm chưa. À? Chưa. Làm gì? Cổ muốn cho anh cái phao. Cổ mới kia anh leo lên đó nằm. Cái cổ mới đẩy anh đi lên đên trên sóng nước vậy đó. Vậy? Cái cổ mới thì thào vô lỗ tai của anh. Nói gì vậy? Anh ơi. Anh hãy làm vua làm chúa đi. Để em làm cung nữ cho. Rồi anh có làm không? Em nghĩ sao? Ở bên đây tôi nói cài cực như con trâu. Tối về còn giặt đồ rửa chén nữa, tự nhiên giờ người ta cho mày làm vua làm chúa, ai không thích làm? Chú thích làm không? Chú gật đầu lia lẹ. Chú làm cho chú đi chung với chồng con. Thôi em thấy ôm anh có nỗi khổ. Anh vừa say yes một cái nhắm mắt xuống là cổ nắng bóp sờ sẫm rờ rẫm mò mẫm anh liền. Rồi rờ cái gì vậy? Cô rờ đầu anh, cô tìm tóc bạc, cô nhổ cho anh đây. Trời đất ơi, trước khi đi tôi đè tôi nhổ sạch tóc rồi. Mà mấy con mà đó nó hay quá, đâu mà nó đè ra nó nhổ nữa trời ơi. Thôi nó mò vậy bằng hình giật ra châm châm. Nhổ cả chùm là xong đời rồi. Bởi vậy chồng em trước khi đi là như sắt như đồng, như đinh đóng cột mà như rồng phun mưa. Còn giờ nhìn tướng không? Sao vậy? Em? Như cải muối dưa. Bây giờ có uống 10 thang minh mạng cũng chưa có ngẩng đầu. Trời. Bước về thấy mỹ nữ trắng phao mà nở lòng nào cúi đầu bỏ đi luôn là sao? Em nói em là gì? Mỹ nữ. Trời ơi.
Nhìn mỹ nữ đi. Sao? Mỹ nữ bên Việt Nam người ta dò dài tới nách. Người ta bận bikini hai mảnh. Con nhìn bà mỹ nữ đi, bà chùm kính mít nhìn bà thấy nóng nực không? Trời ơi, anh trời cười ơi, em ơi, em nói vậy mà em nghe được. Vợ là vợ của mình, đúng không? Che là che lại cho mấy anh thôi. Còn mấy anh có yêu cầu là chơi tới luôn à. Chơi tới cái gì? Giờ mắt cỡ này được chưa? Vậy đấy, được chưa? Cái gì vậy? Thì đó, anh mới nói nhìn nóng nực, giờ tươi xanh luôn rồi đó. Làm gì vậy? Chơi luôn cho tới bến. Trời ơi bà ơi, bà ơi, tháng này nó lạnh lắm mà bà chùm lên bà bận như kiểu này. Tôi nói gió nó thổi qua cái bà trúng độc liền bây giờ. Kệ. Chùm lên. Trúng gió có mấy anh dưới đây cạo, có ai cạo gió em không? Hả? Cái gì mà nguyên rạp vậy mấy bà? Có chú kia lớn tuổi cầm sẵn chai dầu luôn rồi kìa. Bây giờ gật cái là chú lên chú cạo liền. Chú làm vậy là con thấy không được rồi. Tự nhiên chú thấy đồ free cái chú tùm túm nhân cướp vậy á. Chú nghĩ sao vậy? Chú đi chung với con mà sao giờ chú cũng dè nữa là sao? Em sao? Ơi, anh nói em nghe nè. Sao? Đàn ông là vậy đó em. Phải không? Bây giờ thấy em như là cái trứng còn nguyên dạng phải không? Mấy ảnh nhao nhao lên yeah. Chứ thử đi, cho mấy ảnh khiêng cái trứng về nhà, đập bẹp, chiên ốp la ăn xong là còn cái vỏ là mấy ảnh bóp nát, dốc thùng rác liền. Phải không? Chứ không có giống như anh đâu em. Anh sao? Lúc nào anh cũng tôn thờ em, anh cũng yêu quý em. Là vì sao? Vì sao? Vì em là mỹ nữ giò ngắn của lòng anh. Xúc phạm quá. Có ai mà đang đi năn nỉ vợ, có ông nào năn nỉ vợ mà còn so sánh con giò ngắn với con giò dài? Mình phải so sánh chứ. Giò ngắn với giò dài nó khác biệt nhau quá mà. Khác nhau gì? Khác nhau gì? Mấy anh bạn anh nói rồi. Nói gì? Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái chân dài. Mấy bạn nhậu anh nó lo nhậu mà không điệu đọc cho hết. Cái câu người ta dài lắm. Dạ gì? Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái chân dài. Gái chân dài nó chỉ có biết xài, tới khi hết tài là nó bye bye. Không không không, kệ nó. Hết tài nhưng mà được có cái sướng. Làm gì sướng, làm gì sướng. Mấy bạn nó nói nè, sang là nhờ bộ tướng, sướng là nhờ bộ chân dài. Trời ơi, chân dài có gì đâu sướng không? Chân dài lâu tới mục đích, chân ngắn mau tới mục đích dễ hưởng thụ. Nhưng mà chân dài nó có cái hay lắm em ơi. Chân dài nó hay lắm. Có gì hay? Nó hay nè. Ví dụ như cái chân của em đây không? Em bận cái áo đầm này nó tới đầu gối. Chứ thử bây giờ em đưa em nào dò dài bận đi, vuốt cả là tới đây nè. Trời ơi, ngắn dữ à. Trời ơi, tôi nói ngồi hàng đầu gió thổi qua cái là mấy anh chết ngất trên cành quất hết. Tôi nói thiệt với mấy anh, mấy anh ham hố chi ba đó, phải không? Vợ là vợ của mấy anh phải có yêu cầu. Yêu cầu gì? Yêu cầu trời, bây giờ mấy anh muốn ngắn cỡ nào? Ngắn cỡ này được chưa? Đây. Mỗi lần là đứng im, hôm nay party tôi lắc luôn đó. Cái gì vậy? Mỗi lần đứng im hôm nay đi, đó dắt dắt sẵn luôn, có nhiều lắc nhiều. Hú hồn chưa? Cái gì vậy? Thì giờ anh chê với vợ nhà mà. Ngộ lắm nha. Vợ nhà bắt đóng kính mít rồi gài cổ cao đây à. Đó mà không bao giờ vỡ ra coi hết trơn á trời. Ba tháng mới vỡ ra một lần. Mỗi lần vỡ ra như cơ cướp à. Vỡ ra cái nào ông la à, dạ. Cái nào ông đóng lại luôn à. Trong khi vợ ông bạn á, hở cái là đĩa hoài à. Đĩa thôi đi, đĩa còn về nói với vợ với mình nữa chứ. Nói em công nhận vợ ông bạn nó có mâm trái cây lộng lẫy quá. Buồn chứ. Anh biết em buồn. Thôi thôi thôi. Tôi xin lỗi em chồng lên em ơi. Mấy anh suy nghĩ đi. Mấy anh lúc nào mấy anh cũng đem so sánh đó. Cái gì mà nó phô ở ngoài trời, nó đưa nó chưng ra ngoài là ba cái đồ quỷ không à. Anh thấy không? Cái hộp của chú ét nè, hộp sòn nó bỏ cho tủ kiến, một tủ kiến chống đạn nữa, có security đứng bảo vệ cái cục đó nữa, anh thấy chưa? Còn ba cái hộp me, hộp mít, hộp xoài nó dục một đống ở ngoài đường, có ông cô nội là đem về luộc ăn không? Tôi nói cho anh biết cái gì ba cái đồ chưng nó là quỷ không á. Mà mấy anh có bao giờ mấy anh chịu ngồi yên đó ha? Ha, uống rượu xong dắt tay lên chán suy nghĩ thử đi. Có cái ai gì em? Có ai mà trồng được một cây dừa ốm nhắc dài sọc mà nó có sức mọc lên hai cái dừa không? Không có đâu. Dừa già nó lắc lên đâu mấy ba. Mặt như chị em tụi em mà dừa thiệt. Em ơi anh biết em vừa thiệt, em không cần quảng cáo. Ông trời ông sanh ra công bằng lắm. Ông không bao giờ ông lấy của ai hết mà không bao giờ ông cho ai hết. Hở ông cho đẻ cái đứa nào mà ốm nhách dài sọc thì điện nước cúp sạch. Giải tỏa đâu có đền bù. Còn ông đẻ chị em của em ra lùng lùng thun lại thì nó loài cái khác mà.
điện nước 220. Muốn điện là có điện mà muốn nước là có nước. Làm như ở dưới cùng sai với em hay không mà lạ dữ vậy, ủng hộ em quá. Cùng sai không á, chị em bạn gì tôi dưới đây không rồi. Anh xin lỗi chùm lên em ơi, mấy anh ở dưới địa quá. Mấy anh cũng ngộ lắm nha, ở nhà đó đồ ngon quá, không bao giờ ăn, lúc nào ra đường cũng có động từ ăn ở trong miệng hết trơn. Ô, ý là em làm sao? Chứ còn gì nữa, phải không? Nghĩ lại đi, nhỏ xíu học ăn học nói, lớn lên chút xíu học ăn nói bậy bạ, lâu lâu bị ăn bật tai. 18, 19 tuổi học ăn diện. Ăn diện làm gì? Cô gái về ăn thịt. Ăn thịt mấy con kia được, ăn thịt tôi, ba đình tôi bắt nắm đầu về ăn cưới ăn hỏi, về ăn nằm đẻ ra một bầy con. Bởi vậy giờ mới ăn năn hối hận. Làm gì ăn năn hối hận? Thì đó, ăn không ngồi rồi cưới vợ sanh con rồi nuôi đâu có nổi đâu. Mà cũng may cho mấy anh lấy nhầm con vợ giỏi cho nên về gia đình mới ăn nên làm ra. Mà một khi ăn nên làm ra là đàn ông ăn gian nói dối. Đó, ông kia ông giục đồ luôn hay chưa? Nói đúng quá mà. Em ơi, cái gì? Ai ăn gian nói dối chứ anh. Anh thề với em, anh chưa bao giờ nói dối với em hết à. Đúng rồi, anh không nói dối tôi mà anh nói đi Việt Nam thăm má một tuần mà quất 6 tuần không thấy cái bóng nữa. Em ơi, cái vụ 6 tuần đó là có nỗi khổ. Em phải cho anh từ từ giải thích chứ. Nói sao? Em biết sao không? Cái con nhỏ mà chân dài nó có cặp dừa giả đó em. Ừ. Nó lợi dụng anh lúc ngủ sai trên sóng nước. Nó lột sạch anh vậy đó em. Trời đất ơi, cái nào em không dám bao. Chứ chồng em mà lột sạch ngoài biển là cá mập nó còn chết, chứ đừng nói cá lòng tông. Em kỳ quá, anh nói lột sạch đây là nó lột hết dây chuyền đồng hồ em mua tặng cho anh đó. Hả? Rồi nó để lại một bức thư dằn lên bụng anh. Ủa nó dằn lá thơ hả? À? Tôi tưởng nó dằn nãy chú xanh với ba cây nhang luôn chứ. Đâm hoài à. Em biết sao mở bức thơ lên đọc. Trời ơi. Gì vậy? Anh ơi, mình đã trôi xa quá bờ, em phải bơi về để kịp giờ đi vũ trường. Ừ. Thôi, chúc anh good night. Hả? Tái bút. Hiện vật của anh em hứa sẽ bảo đảm cẩn thận. Trời vừa lắm. Em biết sao không? Tức. Tức. Dùng hết sức bình sanh bơi trong bờ. Bơi vô bông bờ. Hận nó bao nhiêu. Thì anh nghĩ lại. Anh mới biết là anh yêu em bấy nhiêu. Ừ. Anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Ý ông nói là thú hoang dã. Không. Baby. Gì? Ý anh nói là anh yêu em như trời xanh yêu mây, như cây yêu đất, như tất yêu dài, như chài yêu cối, như gối yêu chăn, như khăn yêu cổ, như thuốc bổ cho đàn ông, như cô Long yêu dương quá, như một ná hai chim, như lời trái tim anh muốn nói. Nói gì? Honey. Gì? I am sorry. Tha thứ. Tha không hả chị? Tha không? Tha không? Tha không? Ăn ở sao mà nguyên rạp nói không vậy ba? Mấy bà là chị em tôi, giờ mấy bà nói không làm sao em dám nói có? Xin lỗi anh, tim em đã chết như thịt ếch xào lăn. Như trăng đã khuyết, lòng em đã quyết, never see you again. Bỏ này lấy cái khác luôn. Trời, mấy bà vỗ thôi, anh vỗ theo làm cái gì? Mấy chị hại chết em rồi đó. Cái gì? Baby, there's the only you in my heart. Nothing gonna change now. There's the only you. Đừng hát, đừng hát. Mỗi lần gây lộn, ông này ông hát lên là nấu canh cà chua ăn một tháng không hết. Ủa sao vậy? Hàng xóm ta chọi qua đâu ba. Hát dở mà ham hát dễ sợ. Hát dở mà em ơi. Không có, mỗi lần gây lộn anh hát lên em phải quề liền. Ăn quề, mệt quề, lắm quề. Anh biết không? Quề thôi được rồi. Nhưng mà em nói anh nghe à. Vợ chồng sống với nhau đâu phải hở cái anh cứ đem ra so sánh nhỏ giò dài giò ngắn. Anh cứ so sánh em trẻ em già. Ngày xưa lấy em trẻ quá mà anh. Hồi đó lấy em mới 18 tuổi mà trời quý vị biết lúc đó em trẻ măng như trăng mới lú vậy đó. Anh nói về với anh đi, anh sẽ khám phá cuộc đời em. Về em phá không đâu có khám. Em mới banh xác vậy chứ đó em đẹp lắm mà quý vị. Ngày xưa em cao 6 feet đó quý vị. Hả? Em về em quỳ gói em hầu hạ không riết mà giờ em còn có 1.6 Ôi em ơi em lố quá à. Thôi. Chứ còn gì nữa. Anh xin lỗi. Tôi giận chứ. Thấy không? Ngày xưa lấy tôi cũng trẻ cũng đẹp vậy. À. Ai lấy về thôi ở thời gian không già. Rồi lấy hoa hậu về coi 60 năm sau có nó già không? Bộ quỷ sao không già. Tôi nói cho ba anh biết cúp điện nhà ngói cũng như nhà tranh. Con nào thì cũng hai con mắt một lỗ mũi thôi. Chứ bộ hậu cúp điện đi nó loài ra cái khác sao mấy ông mê. Đâu không là da thịt đúng không? Ôi, anh vợ chồng sống với nhau vì cái tình cái nghĩa nữa. Về già anh trúng gió đè xuống còn có người cạo cho anh hiểu. Đúng không? Ừ. Đúng không? Vợ chồng sống nhau là vì cái tình cái nghĩa. Ông bà ta có câu hay quá mà chồng em không bao giờ nhớ chứ. Ê câu gì em? Vợ chồng là tình nghĩa dài lâu, lẽ nào cứ cấu véo nhau cả đời,
Kẻ bớt tiếng, người bớt lời, cơm sôi mà bớt lửa thì có đời nào khê. Bởi vậy đó, má nói anh cưới được em, cuộc đời này anh là quá may mắn, hạnh phúc nhất là có em. Phải không? Má anh về đây nè, má anh dạy anh một câu, má nói về đây phải đọc liền cho vợ con nghe nha. Ừ. Má nói kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu mà bỏ vợ lên đầu là trường sanh bất tử. Đấy ghê quá. Nhưng mà em khoái. Phải không? Vô liền. Bây giờ hai chồng mình vui vẻ hạnh phúc rồi, chào cái cho bà con vui vẻ hạnh phúc như hai đứa mình luôn được không? Quá được. Diệp Hương, Hoài Tâm, xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Thank you. Ủa gì kỳ vậy trời? Sao đến tôi nhảy tự nhiên ban giám khảo trốn đâu mất tiêu hết trơn rồi? Trời ơi, nghĩ làm sao? Ông với Tài hơi là ông bự con, dành cái số 15 chứ thôi có là tôi giật cái số 15 nó ra là giải nhất thuộc về của tôi rồi. Thôi dưới quê nha em, vừa đi vừa nhảy vậy đó. Rồi con nít nó bu lại nó coi quá trời. Lên đây cũng vừa đi vừa nhảy, con nít nó cũng bu lại nó coi. Con họ lấy đá nó chọi em, nó nói em khùng. Không dám khùng như mày. Khùng mà tao biết giả đi khiêng đồ Mỹ mà mày. Dạ tâm sự quý vị bà con cô bác nghe. Ở dưới quê mấy năm trước á, em làm lễ đính hôn với cô bạn gái. Mới đính hôn thôi em tự coi em là chồng của cổ luôn. Dạ đính hôn xong cái cô nói cho cô lên thành phố đi du học. Em hỏi học cái gì, cô nói học may đồ. Không biết học 4 năm tốt nghiệp chưa mà giờ không thấy từ từ liên lạc gì hết. Em nhớ vợ quá, em bò lên đây em tìm vợ em. Quý vị bà con cô bác đây thương em, thấy vợ em đâu không chỉ giúp cho mẹ em được không? Trời ơi, bậy bạ hoài, chỉ bậy bạ ăn mỏ máu không giờ. Ai chân giò tét gai ôn à. Ủa, cái tiếng quen quen. Ai chân giò tét gai ôn à. Bánh chân bánh giò. Dạ. Bán cho tôi một cái đi, bao dạ. Nhiêu? Dạ bán anh, nó chỉ dưới đây 2 đồng, bán anh đồng 2. Trời sao cô tốt bụng quá vậy? Dạ bán vốn anh ơi, bán hết về đi coi cả nhạc luôn. Ủa? Dạ. Trời ơi, vợ của tôi trời. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi, đồ quỷ sứ, biến thái, đồ nham nhở, đồ bỉ ổi. Mày định hãm hiếp người phụ nữ đẹp nhất Cali nè hoài. Tới nó hốt, cái hết hồn chí luôn à. Gì vậy trời? Em không nhận ra anh hả? Chồng của em nè. Trời ơi, anh lộn người anh ơi, tôi chưa có chồng. Mắc cỡ, không dám nhận. Qua đây cho anh nựng cái coi. Trời ơi, nó nựng gì mà vừa tầm tay dữ vậy trời ơi, thấy gốm quá sao nào. Anh ơi, anh lộn mà anh ơi. Uống thuốc chưa vậy ba? Uống rồi, hồi nãy đi nắng nhức đầu uống thuốc rồi. Trời ơi trời, còn uống thuốc ở bệnh viện nào xả ra sớm dữ vậy trời. Trời ơi, ông nội này chắc trốn bệnh viện ra đây quá. Cha nội chắc chui lỗ chó bệnh viện nè. Anh ơi, tôi với quê này tôi buôn bán á, tôi không có quen biết gì anh đâu, anh lộn người rồi, tôi chưa có chồng. Em thiệt không nhận ra anh hả? Chồng em úp lúa nè. Nhìn ông có thấy loài hột gạo đâu mà ông lúa. Em thiệt không có nhớ anh hả? Úp lép. Cái gì? Úp lép. Ai lép? Thầy em chứ ai. Dạ, cho nó vội vô duyên dễ sợ. Vĩ sứ. Sao biết lép? Thấy vậy chứ phải vậy nghe cha lội. Tự nhiên nhào cho hốt lả cái đó tôi lép à. Tôi, tên Hương, tôi với quê lên đây tôi buôn bán. Tôi không có quen biết gì anh hết, tôi chưa có chồng. Mà đặc biệt khẳng định với anh rằng tôi không có lép. Nóng máu này đó. Bị nhỏ con chứ lớn con là đè quất đó rồi. Nghĩ sao nói tôi vậy trời, quê chứ. Không. Cái gì vậy ba? Anh khẳng định luôn. Cái gì vậy? Em là Út Lép, anh là Út Lúa, em là vợ của anh. Trời ơi trời, mấy thằng điên này gặp ngoài đường mà cãi nó hồi đó là nó cắn chạy nọc. Ông nội này mà nó cắn cái chích, chích 21 mũi liền nè trời. Kệ nó nương theo chiều gió lấy vào bánh đi bán.
Trời, thấy gớm không? Cười hoài quá. Chị ra chị mướn xe đưa em về nha. Ê, sao tự nhiên em xưng chị với anh? Bình tĩnh đừng có nóng, mấy cái bệnh này nóng nó dồn lên não. Má ra má kêu xe đưa con về nha. Trời ơi, tự nhiên cái em đòi làm má anh là sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, bây giờ muốn cái gì nói bà nội nghe. Trời ơi, em ơi em. Cái gì? Em á là vợ, à. Anh á là chồng, à. Thì em phải gọi anh là Mình ơi. Trời ơi, nó hốt đâu được, giờ nó hốt tôi luôn trời. Quất mày banh bọng mày luôn mày. Mình ơi, em ra anh kêu xe đưa đi bệnh viện tâm thần chợ quán nha. Gì vậy? Nhà mình đâu phải ở dưới chợ quán. Chứ nhà mình đâu? Ở trên Biên Hòa. Trời ơi trời. Trời ơi ông nội, cả cái Việt Nam ở Biên Hòa cái bệnh viện điên lớn nhất mà đòi về thẳng trung tâm luôn trời. Sao nãy giờ ông chịu nói sớm? Ở Biên Hòa phải không? Cha nội này mua thuốc mà mua sỉ nè trời. Không thèm ghé đại lý nữa. Biên Hòa phải không? Nãy giờ anh không nói tôi ra tôi kêu xe cho anh về. Đứng đợi tôi xíu nghe. Làm phước ra kêu xe giùm cho. Đứng yên đó đi, ra kêu xe coi tôi cho bánh. Ê em. Gì nữa? Anh bình tĩnh anh, gì từ từ tôi kêu xe cho mà. Bình tĩnh anh. Bình tĩnh. Anh ơi bình tĩnh anh ơi, cái gì từ từ nói anh ơi. Cái gì vậy ba? Rảnh ghê không? Vậy đứng đây nhảy đầm như thế nào trời. Phải chi nó nhảy đẹp, tao nhảy 4 hàng chứ phải 2 hàng. Quỷ này lấn chiếm lòng lề đường quá trời. Sáng giờ đi bán mệt thấy bà nội giờ ra đây nhảy chơi với nó vậy trời. À nội cha nó lát xe nó hốt vậy nó chích tôi chứ không chích thằng này mới lạ nè. Rồi nó nhảy nó còn đổi kiểu nữa cho giờ đổi cho nó vui luôn. Trời ơi giống mắt bố không? Giờ buôn bán ra đứng nhảy chơi với thằng quỷ này trời ơi. Ăn ở sao giờ đứng nhảy hoài vậy trời. Ban giám khảo mai chấm rồi chứ chết bà luôn đó trời ơi. Ây da, sức người có hạn nha. Thế bán cho sáng giờ tôi đuối sức lắm này nha. Có rảnh đứng đây nhảy hoài vậy đâu nha. Ây da, nó tỉnh quá. Dụ dỗ nữa. Anh, không ấy giờ mình giải lao vài phút mình tâm sự cuộc đời mình không chứ em đuối sức lắm rồi. Cũng được, cũng được. Gì vậy? Anh nhớ em quá à. Trời ơi, nhìn cái mỏ nó tôi cạp tôi chết. Mấy này phải quất cho nó đụng nóc mới được. Em cũng nhớ anh ba. Trời, anh ơi, hôn cái đi. Hôn gì? Qua đây. Quất liền vậy trời. Không mấy giờ anh hôn gió được không? Hôn gió hả? Trời luôn. Dạ. Trời mai phước ghê, tôi biết đội đầu văng xuống nội kia chứ không hay banh cái mặt tôi rồi. Nám mặt ông anh tôi luôn rồi trời. Anh ơi anh, tội nghiệp tôi anh ơi. Tôi với quê đây tôi buôn bán từ sáng giờ tôi chưa bán được cái nào hết. Bây giờ anh đứng đây anh hung hoài không có buôn bán gì được. Anh đứng y chang vậy. Tôi chạy ra tôi kêu xe tôi đưa anh về giùm nghe. Đứng đó nha. Đừng kêu tôi lại nữa. Đứng đó coi giùm tôi vỏ bánh đó. Tôi ra kêu xe về giùm cho. Nhưng mà Út lép. Tội nghiệp vợ em. Ở dưới quê lên đây buôn bán cực khổ, bị xì xét quá cho nên quên tên mình luôn. Không nhận ra mặt thằng chồng này nữa chứ. Bởi vậy chuyến này em lên đây đó, em quyết định là em rước cổ về dưới quê cho cổ hưởng phước. Đó, đám cưới của em nha, em mời hết bà con cô bác ở dưới đây đến nè nha. Dự đám cưới em phát người con lớp tơ. Đứng cạp như cạp bắp gì hết. Chưa hết nha, phần giúp vui văn nghệ em mời toàn thể các ca nghệ sĩ Thúy Nga về trình diễn. Ca hát, múa lửa, vũ sexy có lương. Dạ làm đủ mọi thứ đó, mời. Trời ơi, ta đi làm đêm về mà im lặng cho chị ngủ chút xíu coi. Tôi làm quán bar nó mệt quá mà. Yeah. Cái gì vậy? Em nhìn đây
sao cô biết tên tôi? Trời ơi, nhìn ra tôi trời, tôi út lét nè trời. Vợ anh nè. Bà gì mà bà nói bà lép? Bà nội này mà đi vượt biên khỏi cần đem phao. Ai gần chìm thôi, vịn một tay thôi cũng nổi. Quỷ sứ, không nhìn ra tôi thiệt á trời, tôi vợ của anh đây nè trời. Thôi nha. Cái gì vậy? Không có cửa với mình đâu nha cưng. Trời ơi trời. Trời, con vợ con gái thành phố sao gan quá à. Thấy trai đẹp cái tương tướp như ăn cướp vậy hả? Trời ơi trời, không nhìn ra tôi thiệt á trời à? Vợ của anh đính hôn với anh cách đây 3 năm nè, dưới quê nhớ không? Trời, đi cái tướng dép sảnh này nó mỏi hết sức vậy trời. Không nhìn cho tôi thiệt lòng đi, tôi giận anh đó nghe. Tôi với anh đính hôn với quê cách đây 3 năm, cái tôi đòi lên thành phố tôi đeo nhẫn đính hôn của anh, không nhìn ra tôi sao? Ấy vậy ạ? Ủa nói vậy không lẽ cô là út lép vợ tôi hả? Út lép chứ còn gì nữa, mà giờ hết lép rồi giờ nó lòi à. Ôi vậy còn cái cô bán bánh chưng bánh giò hồi nãy á. Trời, nó nghĩ sao ai cũng nói tôi giống cái con bánh chưng bánh giò đó trời. Ôi giống. Nghĩ sao mà giống được? Tôi với nó một trời một vực, tôi một trời nè, một vực nè. Còn chưa nữa nghe. Nghĩ sao nói tôi cái giọng tôi với giọng nhỏ đó giống nhau. Trời, giọng tôi mở miệng ra cái là đại gia, còn giọng nó mở miệng ra là đại hạ giá. Nghĩ sao mà ta Gucci, bận đồ Gucci, còn nó bận đồ cũ xì mà nói giống tôi. Ô, nhưng mà sao em nói em lên thành phố học may đồ? Học may đồ sao bận đồ thấy ghê vậy? Có mình anh nói thấy ghê à. Anh nhìn xuống đây có ông nào chớp mắt không? Thấy không? Anh á, cổ hủ quá à. Mà tôi nói anh rồi, bây giờ tôi lên thành phố tôi thay đổi rồi. Tôi lên đây tôi làm super cool girl. Tôi giàu có, tôi sang trọng, mà tôi biểu anh khi nào mà anh muốn lấy tôi á, anh bán hết đất dưới quê đi. Anh đem tiền ở đây cho tôi làm tỷ phú rồi tôi mới lấy anh. Nhìn cái tướng anh biết chưa, bán đất được phải không? Anh nghèo quá sao tôi lấy anh được? Nhưng mà thôi đừng buồn nghe, đừng mơ mộng, đừng giới với tôi nữa nghe. Giờ tôi thay đổi rồi, bye bye. Tạm biệt anh, đừng hòng mơ mộng với tôi nữa nghe chưa. Trời ơi trời, làm gì nhờ tôi đắm đuối vậy? Chưa bao giờ thấy bà tuột lên bờ hết hả trời. Bye bye. Có lẽ tôi nghèo nên người ta đã phụ tình mà. Có lẽ tôi nghèo sao trở theo hơi trời xanh. Con đường tình mong manh đã dành sẵn cho mình, nên yêu đương không thành thì tôi đành sống kiếp cô. Ông với bà nội đó y chang như nhau. Thấy tôi ăn bận dày, khi dễ tôi, tưởng tôi nghèo hả? Để nguyên bản nhạc nghèo làm tôi lip sync mỗi miệng thấy bà. Trời, không dám nghèo đâu. Báo cho ông với là con bạch tuộc nó biết. Tôi triệu phú, vừa bán mấy trăm mảnh đất ở dưới quê, định lên đây rước cổ về cho cổ hưởng hạnh phúc. Nào ngờ đâu, lên đây mới biết cổ thay đổi dữ vậy á. Người ta cũng dưới quê, người ta lên đây người ta buôn bán, mà ta thật thà chất phác mộc mạc. Còn con vợ tôi, trời ơi, điệu này chắc nuốt con bạch tuộc không trôi quá. Kiếm bánh chưng bánh giò ăn vậy mà nó ấm bụng, biết chờ đâu rồi nữa. Bánh giò. Trời ơi trời, mới xuất hiện cái ông kêu liền. Anh ơi, nãy giờ tôi đứng ngoài kia tôi ngoắc được chiếc xe cho anh rồi. Anh cho tôi lấy vỏ bánh đi bán nha. Sớm mơ giờ tôi chưa bán được cái nào nha anh. Cái xe kêu á. Bánh giò. Gì nữa? Tôi khẳng định với cô. Gì vậy anh? Cô không phải là vợ của tôi. Trời ơi, uống thuốc từ sáng giờ nhờ nó nhảy mà lọt xuống thấm thuốc rồi nè trời. Giờ anh thấm thuốc rồi đó, anh nhìn ra tôi đâu phải vợ anh phải không? Tôi xin lỗi cô. Từ hồi sáng tới giờ đó, tôi lộn cô với con vợ út lép của tôi. Ai vậy? Nhưng mà giờ nó hết lép rồi. Vậy hả? Trời ơi, cô biết không? Gặp nó hồi sáng đây nè. Giờ nó ăn bận gì kỳ quá cô ơi. Người nó cũng không muốn làm, nó làm con bạch tuộc. Rồi gặp vợ anh rồi, vợ anh đâu rồi? Vợ tôi hả? Dạ. Nó bỏ tôi rồi. Vợ bỏ mà cười là hiểu rồi ha, thuốc chưa thấm. Em lại anh. Em ra em kêu xe cho anh, nãy giờ tôi ngoắc được chiếc xe rồi. Anh đi xe này đã lắm à? Không thằng nào dám nhầm đường với anh hết trơn á. Dạ, vừa mới leo lên nó mở nhạc cho nghe đó. Vừa mới leo lên nó mở. Ồ e, ồ e, ồ e, ồ e. Đã lắm.
mà được cái leo lên trển không thằng nào dám ngồi, có mình anh nằm thôi mới ngon chứ. Nằm thẳng dòi nè anh, ở trên nó có treo bịch nước nó nhỏ tưng 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 hết nước cái tới nhơi liền à. Anh ơi đứng đợi nha, tôi đi nha. Bánh giò trời ơi, cái gì kêu hoài, tội nghiệp tôi chưa bán được cái nào anh ơi. Tôi khẳng định với cô. Gì nữa? Tôi là triệu phú. Bên đó mà triệu phú, giá bên đây đi bán hột sòn lắm đó. Kể từ giờ phút này. Cái gì nữa là tôi nói cho cô biết. Cắn tôi hả? Tôi khẳng định với cô. Cái gì? Là tôi muốn đeo đuổi em. Hả? Cho mình cơ hội nha bé.